Làm tạm hai con đẹp quá nhờ. Lùa tất à. Rồi làm tạm hai con về. Và đây là chiếc bé đầu. Rồi. Đóng S rồi mà anh ơi. Đóng S rồi mà. Đẹp mắc binh. Bài long cân bản đồ rồi. Tỷ lệ long cân bản đồ là cực kỳ cao trong trận thi đấu này. Hiêu là hiêu 7. Có voi. Quả tôi chưa nhìn rõ lắm. Chưa nhìn hết cái bóng bãi quả này. Hy vọng nó là quả 7. Quả 7 hiêu 7 thì mắc ba le. Không, nhìn quả này dễ quả 6 lắm. Ây. Ẩu thế anh Long. Con hiêu nó lại nhảy quay. Cày. Đóng e anh ơi. Lại quên đóng e. À đây rồi. Xin lỗi anh em. Như vậy là đóng bằng con dân đi dò. Thế đẹp. Ba rừng thông. Quả phụ. End game. Chắc là end game. Mắc mắc. Lâu lắm mới thấy anh Long đánh được một bài mắc mắc. Ăn bãi quả phụ trước. Ô sang bãi quả chính, nhìn thấy kia là một cái cây quả ở trong bãi quả chính, nó sẽ bị lấp. Nó sẽ hơi bị lấp. Ồ, như vậy là bãi quả đầu 6, bãi quả phụ 5 à? Chẳng đẹp. Thôi vẫn còn bonus một con voi, may quá 7 hiệu 7. May quá có 7 hiệu 7. Đóng liềm lúc 2kg. Chưa có voi anh em nhé. Đóng nghe. Chỉnh dân gỗ. S tiếp theo. À chưa chưa chưa. Câu voi xong thì đóng S. Tầm dân 21 đóng cái S tiếp theo. Dân 21 22. Hơi trượt chuột. Đúng không? Dân 22 anh em này. Đóng E và đóng S tiếp theo. Xong rồi tí nữa đóng một cái S nữa ở cánh rừng thông hướng ra giữa bản đồ. Bài đánh 25 cộng 1 dân kích 95X. 950. Chắc là 950 thôi. 224 dân kích luôn. Không, vẫn sẽ là 25 dân. Bài thì đẹp quá rồi. Chẳng qua là đặc biệt là có ăn hiêu voi trước thì đóng được nhiều S. Đã qua tí mã ra nhỉ. Mã ra 25 dân. Đang câu con voi về chiếc BS này. Nhà mã ra thì thế quá rộng. Liệu có dâng Nga không hay là vẫn sẽ đánh tại nhà. Hai người ôm nhau. Thế rộng lắm. Ui. À đang bo nhà cho nhau à. Không chắc cũng chẳng liên quan lắm đâu. Quay trở lại với Sang Long à. Xin lỗi anh em nhé, tôi nghe cuộc điện thoại gấp một chút xíu, tôi quay trở lại với anh em luôn. Hãy
chỉ có lon à. Vâng, kích bao nhiêu đấy anh em ơi? Kích chuẩn là bao nhiêu đấy? Chắc 95 mấy đúng không? À 950 đúng không? Bài làm sao kích lệch được? Vâng, bò là khá rộng rồi. BM của Sắc Long nhìn trông nó hơi chênh vênh nhỉ. 4A thôi. 4A tập trung vào sóc dân cũng được. Bài này thực ra thì nếu mà mình nhận được thông báo một nhà đó dâng A thì Sắc Long sẽ đánh kiểu 5A đấy. Cơ cấu kiểu 5A. Nhưng mà nếu mà không thì chúng ta cơ cấu kiểu này 4A ra dân đều, sau đó là chặt gỗ 2 sớm thì nó sẽ là khỏe hơn. Biết là kích chặt gỗ 2 chưa? Nó nhìn lực thực ít ít như này, khéo lại gỗ 2 rồi hết hơi. Sắp từ cung R đầu, kích chặt gỗ 2 luôn đi. Đánh kiểu đấy nó kinh khủng, hình như là bị dâng A rồi. Đi sang cứu mã ra. Đang đi sang cứu. Hướng này là hướng đi sang cứu. Vâng, BG đầu tiên anh em có thể nhìn thấy vẽ những cái ruộng. Sát xịt. Sát sàn sạt, xịt xịn xịt. Bị bắn, Hồng Anh, vẫn là Hồng Anh. Ồ, Hồng Anh dâng à? Hồng Anh dâng, Hồng Anh dâng. Hồng Anh dâng. Hồng Anh dâng nha mọi người. Điều R rất hay dành cho game thủ Sang Long. Nhưng người ta có thêm, có cả Chip Boy. À, Chip Boy là căng nhá. Sang Long lỗi một con voi. Tôi nghĩ nó không ảnh hưởng quá nhiều tới bài này. Một con voi khá cô đơn. Mã già đang đi sang cứu Sang Long, phải kéo quân về. Bị mất một cái dân bãi gỗ, ảnh hưởng khá nhiều tới lực gỗ. Nhưng nếu một mình Hồng Anh thì tôi không sợ lắm. Chip Boy sẽ bắn ở mặt kia. Sang Long đang cơ cấu khá tốt. Phải nói Sang Long đang cơ cấu là khá tốt. Chạy dân khá dẻo. Chiếc BA tiếp theo đi vào nhà chính của Sang Long nào. Các cái tổ Trung Quốc thì người ta cũng không ngồi gần nhau, không biết là ngoài Chip Boy ngồi gần nhau không. Hình như cũng là không. Họ đi vào rồi họ lại y ra như một cơn gió mà. Sang Long chết bốn nông dân này rất đau đớn. Tình huống vẩy e tới từ game thủ Sang Long. Tiếp tục là vẩy e, rất tốt. Rồi bắt chọn 4 cùng R tới từ game thủ Hello Chip Boy. Tạm thời đỡ nhà xong 48 trên. Vâng, đúng là hình như tôi cùng R đầu xong trận cũng 2 luôn đúng không? Làm sao trận cũng 2 từ bao giờ rồi này. Đỡ dẻo thật. Vâng, giá đốt A của game thủ Hồng Anh. Hồng Anh resize nhẹ nhàng quá nhờ, nhìn Sang Long đỡ nhà cảm giác như trai trẻ vậy. Như trai trẻ luôn. Sợ thế. Long ở Long sinh ra lớn lên ở Hồ Bắc bác ơi. Thế bảo sơ chuyên toán Hồ Bắc hay sao? Ông bài Long mắc binh của anh em. Buna gỗ 2. Mặt này nó hơi rộng. Nó rất khó để mà bo hết được luôn dành cho game thủ Sang Long. Mày đang tương đối nhàn anh em ạ, 3-0. Kéo 2-2, 3-0. Cái bài Sang Long là bài một voi về hiêu 7, 2 bãi quả. Mắc mắc. Còn ăn được hiêu voi trước thì đóng S đầu sớm thì lượng gỗ nó nhiều.
cơ cấu lực 4A gỗ 2 luôn. Khỏe. Công nhận khỏe. À, sắp tới giải bẫy yêu đánh có thể loại này đấy anh em ạ, 22 xe thuận tiện. Vâng, ta đến với trận thi đấu tiếp theo nào. Cặp đôi bên kia có vẻ hôm nay hơi yếu đuối nhỉ. Cặp đôi đấy là mạnh nhất là khi Hồng Anh đi dâng gây sát thương, còn Chip Boy ở nhà đánh chủ lực đấy. Và cùng xem màn hình máy tới từ Kiên Thủ Trang Long. Lại là một góc ok, gỗ đầu. Vâng, gỗ đầu Mạc Binh. Hiêu voi trước à, không, bàn này cũng chẳng cần hiêu voi trước anh em nhé. Bàn này ăn quả luôn. Gỗ đầu quá mắc rồi, tầm dân thứ 12 đóng được S đầu. Quả luôn, quả luôn. Dân 12 đóng S đầu. Quả mấy? Quả 6 cây có voi. Vẫn đóng G. Ui, 3 voi ạ. Ui, thôi. Thôi, 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 thôi. Thôi. Bù cho những trận bài xấu. Mở mắt ra dân thứ 5. Dân thứ 5 đã thấy đủ đồ rồi. Nhưng mà tôi đang nghi ngờ quả phụ là quả 5 cây. Kiểu gì chả có hiêu đúng không? Kiểu gì chả có con hiêu. Có hiêu là coi như là đủ đồ rồi. Ăn 3 cây gỗ 75. Như vậy là mã ra. Long vừa ngó sang nhà của mã ra thấy có hiêu. Như vậy là ăn hiêu trước dành cho mã ra. Sẽ đóng S đầu sớm. Quả cũng đã có rồi. Hiêu là hiêu 6 con. Quả thì chưa nhìn thấy hết cây. Đúng, mã ra hải đóng nhà lung tung nữa. Đóng nhà e nhà ủng các kiểu, nhìn cái nhà ruộng nương của ông này nhìn nó rất là kiểu lăng quăn toàn là vằn, giống kiểu tu ti ngày xưa. Rồi toàn bộ hiêu đã về, cũng hai rừng thông khá đẹp. Bãi quả đầu là bãi quả 7 cây, khá ổn đấy chứ. Map là map có xe giò. Bãi của Xanh Long thì ôi trời, anh Long ca. Tôi biết ngay mà. Đúng là con chó voi anh em ạ. Voi rất dễ. Voi rất dễ nhá. Rất gần, rất dễ. Nhưng vẫn chết dần. Mã văn tài. Thật sự là nó rất mã văn tài. Bực. Vâng, đáng mắc binh. Vượt mắc. Bây giờ kêu ăn rồi.
Mỗi lượt chuyến chủ đạo. Vâng, có thêm voi nữa, như vậy là 4 voi nhìn trên 1 dân. Ảnh hưởng không à? Có bác nhé. Có ảnh hưởng, có ảnh hưởng. Có đến 1 dân thì nó khỏe hơn nhiều chứ. Vì chết dân khá sớm. Chết dân khi mà câu con voi đầu. Để con dân đi sống nó cũng làm được khá nhiều việc đấy. Vậy là lòng lại dị rồi. 23 trừ 1. 23 trừ 1. Và đi dân Nga. Dân Nga cánh mình. Vâng, ôi trời, còn đang dàn tránh bầy hiêu. Nạn nhân chip boy. Vâng, lòng dân có vẻ ơ sao cho chip boy lên tận đây để ăn hiêu nhỉ? Ơ. Vâng. Một chiếc BS ở rất xa. Giờ long mới ăn cái bãi quả này. Mà long cơ cấu thuộc hạng là siêu đỉnh cao với cơ cấu được bài này đấy. Trông thế thôi nhá, ép như thế thôi nhá. Nhưng mà bây giờ lại đang là gỗ đang vói này. Nó không đúng phong cách của xanh long. Gỗ đang vói. Rất vói luôn. Dân này phải di chuyển siêu xa để ra ăn ở một chiếc BS ở gần với nhà BA. Dân di chuyển 3 quãng đồng. Bài này chính ra là... Úi giời. Ngay sát BB của đối phương luôn. Mà sao chiếc bọi lên tận đây ăn nhỉ? Cũng đi dâng à? Và tiện đường công tác cũng đi dâng luôn. Kích bánh xe. Long đánh có 22 dân. Vâng, đi dâng 1 A sao lại đóng A ở nhà mình. Tôi cũng đến thần kinh mấy ông xẻng lòng này mất. Đây đúng nghệ sĩ nhân dân. Long lòng lẻo. Đã đập luôn. Đã đập luôn, không cho họ xây A. Mình có bánh xe rồi. Việc lên sớm 23 trừ 1 đó là như vậy. Cày. Vâng, dân bánh xe đập buốt chứ. Nó buốt chứ. Lại bảo là không buốt đi. Vâng, đã có cung R. Vẫn chưa có bánh xe dành cho game thủ Hello Chip Boy. Bài xấu thế à rời. Vẫn chưa có bánh xe. Cung R bắn chiêu chiêu rồi. Cái ông Long này nhiều lúc bựa thật. Vâng. 3 A thủ 1 A công. Kiểu gì Sang Long sẽ bay thôi. Tí bị chip boy móc lại là cũng sẽ bay thôi. Nhưng mà Long sẽ khỏe hơn rất nhiều.
Vâng, như vậy là Chip Boy là người re-sign. Kèo này nó đang hơi nhạt anh em ạ. Đây, kèo này nó đang bị hơi bị lệch. Chứ chưa không có mỗi một trận đánh đầy 4 là khá gay cấn. Còn lại thì gần như là cặp đôi bên phía Ego là phản kháng khá là yếu đuối. Chưa kịp xem Mã Gia đang làm cái gì. Mã Gia bảo ồ không, Mã Gia cũng đang đẩy. Mã Gia cũng dâng Nga bên phía nhà của Hồng Anh. Như vậy là cũng dâng Nga tùm lùm, hai ông đi dâng Nga. Sen Long lên sớm quá. Mã Gia, ôi, Mã Gia lên sớm hơn Sen Long á. À?